Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình nhé. Thì mình là Min đây. Thì hôm nay tôi sẽ review trái Venom với ông cùng xem nhé. Đây là hình dạng của nó đây. Lấy ra review nhanh gọn lẹ luôn. Như ông kia ông mới vứt cho tôi trái Barry này. Mà cho gì bên tôi có rồi. Ở kìa, nè chả ông này, chủ người bên người ta có rồi. Ô chả đó. Đây là trái Venom nha, phải không? Đây, tôi sẽ cho mấy ông xem. Nó kiểu nó màu tím, sau xung quanh nó sẽ phát ra những cái luồng khói độc, phải không ạ? Tôi thấy có nhiều YouTuber khác quay rồi mà kiểu người ta quay bằng kiểu mua Robux ấy. Ôi, nhìn giàu vậy đái luôn. Không có, nên là chúng ta sẽ review random food chứ không phải là review Rembat trái ác quỷ vĩnh viễn nha mọi người. Ok, ăn nào. Ăn luôn. Ui, trái này skill tới 300 mát tính ra cũng ít. Tôi nghĩ lúc đầu á, tôi nghĩ trái Venom này ra đấy thì nó sẽ value nó sẽ cao hơn trái Dragon, nhưng mà không phải không ạ. Nó thấp hơn, nhưng mà không biết skill nó như nào đó, hoặc là tôi chưa xem skill nó luôn ấy. Thấy nhiều YouTuber làm rồi nhưng mà tôi muốn là tôi sẽ trải nghiệm một cách thật là chưa bao giờ nhìn thấy ấy. Nó nghe nó phi lý thế nhờ. Không sao, để random cái con mu này cất luôn. Trời ơi, có con mu để dành mốt đi chay chát quỷ mấy ông à. Đây là chiêu Z nha, phải không? Đây, chiêu Z đây. Chiêu Z thì mấy ông sẽ hình như là ấn giữ hay gì đó. Đâu, để tôi thử lại xem. Hình như chiêu Z là ấn giữ. À đúng rồi, chiêu Z là chiêu để ấn giữ đúng không ạ? Mấy ông cần ấn giữ lâu thì nó sẽ càng đánh không à. Ủa con boss đâu rồi? Bây giờ không có boss nè, bây giờ quay đúng một con này rồi tí tôi phải ra tôi farm max thường, clip sẽ bị ngắn nữa. Mà nói kêu mấy ông chừa, mấy ông không chừa, mấy ông cứ bị làm sao ấy. Mày đâu rồi em, anh qua tới kilo rồi, mày đâu rồi? Đang đi qua anh. Khổ thế nhờ. Mốt tôi không nói nữa đâu, cho mấy ông tự farm. Mấy ông tự xin anh một cái gì đi, khổ quá. Nói không có anh ơi. Để tí anh qua. Trời ơi, phải chi tôi chưa nói ông đó, ông ăn tôi cũng tức đúng không? Tôi nói rồi ấy. Vừa nói được tầm 3 phút trước là tôi bật lên tôi quay liền luôn đó. Mà cũng bị ăn đó. Khổ thân không? Tôi đã xin phép mấy ông rồi, tôi bảo là Mấy ông chừa cho tôi con elephant nhá. Tí tôi ăn tôi review, tại vì tôi con đó nó bị gần phải không? Tôi nói chuyện xong là tôi qua tôi ăn luôn. Mà không, vẫn không chừa. Ây da, ây da. Tôi mới ngủ hất là tôi review liền với mấy ông luôn ấy. Mới ngủ hất luôn. Hôm qua thức tới 4 giờ sáng. Đánh liên quân. Ây da, ây da. Mày. Từ từ nha, để anh dùng skill. Ui, dùng đi anh. Rồi giết đi, giết đi, giết đi, giết đi. Thôi để anh phụ ra. Ơ kìa. Thôi bỏ rồi để anh ra. Rồi giết đi. Ok. Tôi nghĩ là nó sẽ lên được tầm 120 max mấy ông ạ. Thì mình sẽ có được skill hướng 2. Và cái chiêu F này. Uầy. Cái là biến hình nguyên con rồng luôn này. Không biết chạm vào nó có văn độc không nhờ. À nó chạm vào là nó vẫn gây độc này. Ô độc cũng mạnh này. Đau. Đau không? Nó đốt độc em. Đau mấy ông nhờ. Ồ đau thật sự luôn ấy. Còn đây là chiêu ít nha, phải không? À chiêu ít thì tôi xem rồi này. Nó sẽ tạo ra một cái quả cầu xong nó bắn ra. Wow, trái này DBB hơi bị đỉnh nha. Choáng, đúng một đầu là choáng. Wow, dồi trái này ơi. Trái này farm cũng đỉnh lắm rồi, mấy ông lùa quá rồi sao, mấy ông lướt kìa nè. Xịn mấy đái, thôi đi qua kilo, đi qua Stone đi. À tôi cũng khoe cho mấy ông biết luôn, tôi đã đánh được cây Carpenter từ hôm qua rồi. Hôm qua thì buổi khuya tôi có đi săn boss với mấy ông ở trong Discord thì
mấy ông fan ở trong Discord ấy, được tầm mấy ông ấy đi farm bot chung, thì farm tầm 2-3 con thì nó cũng ra cây Cavender rồi. Nên là mai sẽ có clip Cavender cho mấy ông xem nhé. Hôm nay tôi nghĩ tôi sẽ review trái Venom và cây cung. Tôi nghĩ là thế, tại vì tôi thấy là cây cung nó đang mạnh. Cây cung cũng là kiểu cung độc ấy, nên là chắc là review chung với trái Venom này nó cũng sẽ đỉnh hơn. Tôi thì tôi chỉ mong chờ cái chiêu V thôi, tôi nghe nói chiêu V biến hình đỉnh lắm. Biến hình cái con gì mà như con sâu ấy. Tôi đang mong chờ. À dạ, hình như trời bắn anh Alien. Trời ơi. Khổ hơn chứ. À da. Thế hồi tôi bắn không chết đó, tôi mạnh lắm. Mày tham boss nhanh nhất thế giới. Này, sao có cái combo mấy ông đập xuống dưới xong mấy ông cong lên hay thế, giờ tôi làm không được nha. Bỏ lưu đạn mạnh nhất thế giới. Rồi, chát quỷ mạnh nhất thế giới. Người sử dụng chát quỷ mạnh nhất thế giới. Điện thôi cho tao. Ui. Lên này. Chắc reset về tôi xem coi có con 1950 không, chứ hết boss rồi. Mấy ông ăn hết luôn rồi. Không còn con boss nào luôn. Thề cay thật sự. Vừa nói xong mong vừa ăn luôn. Em nhìn dừng chiếc ép em thấy dùng con Jun. Thì ta bảo là con Jun mà. Thầy có ý kiến gì về cái chát quỷ mạnh nhất thế giới nè? Ông anh solo thua im đi mày. Solo 2 ván luôn. Nó solo thua thằng 18 ở trong server luôn. Có nè em ơi, hên quá chưa ăn. Để kêu mọi người ra ăn boss 1950 nè, chứ tôi đánh không lại đâu. Con nào quýt lại thì mình ăn một mình đúng không? Ây da. Nói chung thì trong cái boss trong server này thì chả con nào tôi quýt lại cả. Ui dồi. Mai tôi sẽ lấy Cavender cho tao solo với mày. Ây da, có cúp luôn kìa. Ngon vậy, có cúp luôn kìa. Ây da. Ui thôi dồi. Đánh con Cavender này. À tôi cũng chỉ cho mong một cách để đánh con Cavender á, khi mà nó đánh mấy ông gần chết rồi đó, mấy ông reset cho tôi luôn. Chứ không thôi là mấy ông sẽ bị chết và mất bounty đấy. Dành cho những cái ông nào mà nhiều bounty nha. Mấy ông sợ mất bounty thì nó đánh mấy ông gần chết, mấy ông cứ reset xong mấy ông chạy thẳng ra. Chắc quỷ mạnh nhất thế giới. Bắt đầu. Cầu luôn. Rồi đánh em chết rồi. Sao mít bên em có cái gì ồn với Kibi, có thằng nào đang nói chuyện vậy? À ok, để em xíu để em tắt á. Ồn nãy giờ luôn cái gì. Anh tưởng đâu mít mày hậu bị hỏng nãy giờ chứ. Ui, dính đúng combo rồi. Bây giờ tôi nghĩ là chắc là tôi nên xin mấy ông ra tôi farm lên 300 mát cái rồi tôi mới vào tăng cái cúp. Không biết ông ghi ổng có chờ cho ổng có treo cho tôi ăn không nữa nè. Tại vì tôi farm lên 300 max sẵn tôi review skill xong tôi đánh con boss cho mấy ông luôn là xịn. Ơ kìa, đâu rồi? Mọi người đánh đi. Ơ ai 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 ai. Bằng 2 cây lên mới được. Và 2 cây lên map sẽ được tăng đam ấy. Từ từ đi mấy ông. Mười phút nữa đánh được không? Tôi đi farm hết đã. À để tôi test cho ông xem trái này phải trái Logia hay không nhá. Ôi, nó không phải Logia mấy ông à. Tôi đi farm hết cái tôi vào rồi đánh nha. Nhanh lắm. Tôi đi farm boss vừa hường nhanh lắm mấy ông.
Thôi tôi đi farm farm mát cái nhà mọi người xong tôi sẽ review full. Ok, sau khi farm 300 mát xong thì mọi người đã đánh cúp xong luôn rồi, không ai chờ cho tôi cả. Nên tôi quyết định là kích luôn cái bạn mà chịu hồi cúp khỏi cái server này luôn mấy ông ạ. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi đã bảo mấy ông đợi tôi một tí thôi, tôi farm đúng 10 phút tôi vào luôn ấy. Tôi đi auto nhanh luôn mà mấy ông vẫn ăn hết được. Ok, để ăn qua. Đấy thì tôi cũng review chu xê với mấy ông cùng xem nhé. Là nó sẽ tạo ra một cái luồng khí độc ấy mà hồi nãy tôi farm bằng skill này đúng dễ luôn ấy. Rồi xong rồi, có cơ hội review chu này luôn. Có cơ hội review chu này luôn. Cái thằng này, thằng này đánh tôi. Mày xong mày rồi con. Ủa nó đâu rồi, tôi lộn người rồi. Đây. Ui, ghê chưa. Thôi elite vào không, tí mấy ông đánh tôi chết. Trời khổ lắm, giỡn tí thôi. Trời ơi, Ellie rồi mà không Ellie tôi kìa. Ờ, hết rồi. Biến thành nhỏ lại rồi. Tôi không biết cái này BB được không ta, để tí tôi gủ ông nào BB thử xem. Tôi nghĩ là BB đó không ngon đâu. Tôi nhìn mấy cái skill của nó tôi thấy nó sida quá. Ồ, sida thật ấy. Mặc dù là nó đẹp thật nhưng mà nhìn skill nó cứ bị không BB được ấy. Để tí tôi BB thử xem nó như nào. Kibi ơi. Sao anh? Mày hôm nay mày BB với anh đi. Mày có trong server okay, mà đúng không? Ok, đó, Waki. Ok, Waki. Anh test thử trái Venom cơ. Vàng chưa? Anh ơi. Cái gì? Hết vàng chưa? Hết rồi. Không, thua không đánh bò nữa đâu. Đủ mastery rồi. Còn vàng nha em. Tôi kìa. Rồi mày đâu rồi, lẹ đi, mày đâu? Alo, mày đâu rồi? Nó đấy, đang qua. Sao qua chậm dữ vậy? Bực mít cho đỡ vang anh. Sao đi đường đó chi cho xa vậy? Sao em có thể trèo lên cái núi sao em nhảy xuống luôn mà. Mấy ông ăn đi. Vô. Không biết cái này BB sao nữa nè. Vô. Ây da. Ok. À, đọc lúc đâu vậy ta? Không biết cái chiêu này là cái chiêu gì nữa nè. Ê, mù. Mù quá hả trời. Má nó mù luôn cả anh ấy. À, đau quá. Ok, xong di chuyển được. Ok, được rồi. Đây nha. Ok, choáng. Ôi, cũng mạnh nhờ. Nó nhìn nó si đao nó cũng mạnh phết. Rồi chết luôn rồi. Rồi. Xịn luôn. Nhìn nó si đao nó cũng xịn với đấy. TV out là ta solo TV. Không. Hết máu rồi. Chấp ông này luôn nè, vô luôn nè, chấp ông. Chấp máu ông luôn, tôi chấp máu luôn. Bro là phải chấp máu không?
Ôi trời ơi, tôi chấp ông máu luôn là ông biết tôi máu. Từ từ. Hèn gì đánh không trúng. Ôi trời ơi, Pika. Pika. Pika, cháy Pika thần kỳ. À, ăn độc đi Pika, ăn độc đi Pika. Ôi trời ơi, Pika. Rồi, xong rồi, tới công chuyện luôn. Rồi, tới công chuyện luôn rồi. Không xuống đây. Thôi, coi nấu rồi ăn tiếp đây. Ông xuống đây. Ông xuống đây thì tới công chuyện ông luôn. Né đi ông. Né đi ông. Thôi ông chạy vô đậu ông chết trong đó luôn rồi. Hero sẽ phát gỡ kèo của em đã điểm. Ui hụt. Hụt, hụt như nào mà hụt. Ông tí quá đít anh chơi nhỉ. Hụt kiểu gì. Rồi 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 rồi. Ám sát. Ám sát. Dễ vậy đấy. Nốt 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 vàng. Trong tí qua đứa anh chơi ha. Anh đang quay đâu. Ủa quá đã nói quay đừng có nói về những cái vấn đề khác mà. Mày giống mày ăn TV rồi. Mít đồ quá tắt mít đi. Ôi dồi, tôi đang tập trung đúng không ạ? Sao né? Các bạn cứ chạy ra khỏi sân đấu ấy nhờ. Ai chết mẹ, lỡ chửi. Coi như là không có gì đi anh. Ok, clip cũng xin kết thúc tại đây nha mọi người. Vì trong lúc mình solo với ông kia, mặc dù mình đã thắng rồi, nhưng mà mình lỡ phát ngôn một câu khá là lành mạnh luôn, nên là mình sẽ cắt ngắn cái khúc solo nó ra nhá. Sorry mọi người nhá. Thì clip cũng xin kết thúc tại đây, tôi đã review trái Venom nhé, mọi cùng xem rồi nhá. Bye bye. Clip hôm nay nó hơi nhạt tí, mấy ông, do hôm nay tôi quạo rồi, mấy ông ăn hết bớt đúng không? Mấy ông không chừa cho ái chơi, trong khi tôi đã bảo là mấy ông chừa cho tôi rồi. Quạo vải đái luôn. Thôi, bye bye mấy ông.